Xin được gửi đến ông bà chủ hôn vị đại diện
cũng như toàn thể quý vị chào bác lời chào trân trọng nhất. Ở trường này, kính thưa bà chủ, kính thưa vị đại diện, thì cứ theo trình tự mà chúng ta đã bàn bạc cũng như là tổ chức ngày hôm qua là lễ vu quy cho hai cháu Khánh Trần và Nhật Đào. Hôm nay họ nhà trai chúng tôi cũng mang những sính lễ đến đây để xin phép ông bà chủ hôn, vị đại diện cũng như tất cả các bậc trưởng thượng, các bậc cao bác cho phép cháu Khánh Trần được chính thức về làm dâu họ nhà chúng tôi, làm con dâu của ông bà Tân và nhất là vợ của Nhật Đào. Chúng tôi xin quý vị thương nhận. Vâng, xin được thay lời cho ông bà chủ hôn nhà gái cũng như quý vị công viên nhà gái chúng tôi xin được chấp nhận những lễ vật này và để cho các cháu được xung vầy trong hạnh phúc hôn nhân vợ chồng. Và để nói đến cái tình yêu thương đó, từ đây chúng tôi xin được trình diện cô dâu là con của quý vị, cháu của quý vị, và để xin mời ông bà chủ hôn cho cháu ra để trình diện quý vị công viên nhà. Vâng, trước khi cháu dâu ra để trình diện thì cũng xin được phép nói tiếp về vấn đề lễ vật. Đi kèm với lễ vật thì chúng tôi có một phong bì và là một chút nhân lễ để dâng lên tổ tiên, dâng lên ông bà chủ hôn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn ông bà chủ hôn đại đàn. Vậy từ đây chúng tôi xin được kính mời tất cả quý vị công viên nhà họ chúng ta cùng mở tiệc cùng cô dâu để chúng ta dâng đôi tân hôn ngày hôm nay lên Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa đã tác lập cho tình yêu các cháu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, cầu xin Chúa Thánh Thần người tương thắm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa của các cháu đã được liên kết trong tình yêu thương vợ chồng. Trước mặt Thiên Chúa của mọi người, đôi bạn đã công khai tình yêu cho nhau để xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của mình, cũng như xin mọi người làm chứng và cầu nguyện cho tình yêu của mình. Để được vậy, giờ đây xin được kính mời mọi người hợp ý cùng với đôi tân hôn dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin. Lạy Chúa, Chúa đã thiết lập giao ước hôn nhân để đôi bạn trọn đời yêu thương nhau. Vậy từ đây chúng con dâng lên Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse, xin luôn nâng đỡ đôi bạn trong bước đường hạnh phúc hôn nhân vợ chồng, để đôi bạn luôn lấy tình yêu thương làm phương châm cho cuộc sống, cũng như để đôi bạn luôn luôn cậy trông vào Thiên Chúa trước mọi biến cố của cuộc đời, cũng như bao dung quảng đại, sẵn sàng đón nhận mọi lỗi lầm của nhau và tha thứ cho nhau suốt đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm lên hoa theo tiếng ca sâu.
bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi, xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về, xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới, đất mới, đường đời con đổi mới. Con đi ca ngợi, lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. Đức Thánh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vâng, nghi thức tạ ơn Đức Chúa từ đây xin được chấm dứt, và giờ đây là nghi thức kính nhớ tổ tiên. Về giờ đây chúng tôi xin được kính mời ông bà chủ hôn ở nhà gái xin cùng bước lên để cùng nguyện ý với đôi chân hôn dâng lên các bậc tổ tiên những lời tri ân cảm tạ. Chú đứng bên này. Tổ tiên công đức muôn đời kính, con cháu thảo hiếu vạn phúc huynh. Vâng, căn nguyên cội nguồn của chúng ta là ở trong Thiên Chúa, rồi đến các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Và ngày hôm nay trong hân hoan vui mừng, một gia đình mới đã hình thành và đang vươn lên trong sự chúc mừng của tất cả mọi người. Giờ đây đôi tân hôn sẽ tiếp bước những bước đường của ông, của các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, tiếp bước con đường để sinh sôi nảy nở trong dòng tộc ngày hôm nay. Vì thế mà giờ đây để tri ân cảm tạ đến các vị tổ tiên, đôi bạn tân hôn cũng như song thân của cô dâu sẽ niệm hương lên trước bàn thờ để kính nhớ tạ ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc tổ tiên. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đang đến. Sông có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông, có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, ngày đêm phải nhớ đàng đền. Xin niềm hương ba lạy kính trước bàn thờ tổ tiên. Vâng, và giờ đây nghi thức đầu tiên đến đây xin được chấm dứt. Vâng, giờ đây xin mời trước khi Minh Tranh nó xin các cháu mở ra để lấy cái cây trầu của trong quả. Vâng, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay Minh Tranh ra thì không mang đến các trầu mà rượu. Thì bây giờ xin bên quý vị ở bên hội nhà gái chúng ta chuẩn bị cho hai cái ly và có rượu gì nữa để dâng lên cha mẹ, nói được cái tấm lòng yêu thương của các bậc cha mẹ đã yêu thương con cái. Và giờ đây xin mời ông bà chủ hôn bên hội nhà gái xin đứng bên đây, và xin ông chủ hôn với em đại diện của bên nhà trai xin vui lòng đứng một bên. Vâng, kính thưa quý vị, có một điều mà chúng ta phải khẳng định rằng tất cả mọi người chúng ta từ bé cho tới lớn, ai ai cũng được ương trồng sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Vâng, ai trong chúng ta mà không bước qua khỏi ngưỡng cửa gia đình
được thấm đượm biết bao mồ hôi vất vả của người cha, được nuôi dưỡng bằng dòng sữa mẹ thơm ngát. Vâng, tình yêu thương của cha, dòng sữa mẹ đã cho chúng ta khôn lớn. Tình yêu thương của cha mẹ có thể khiến cây khô nảy mầm, cho sa mạc biến thành sông ngòi tắm mát của cuộc đời của con. Vì thế, cha mẹ luôn luôn là gốc rễ phải cắm sâu vào bùn đất để cho con được sinh trưởng. Và ngày hôm nay, cho dù các con có là gì đi chăng nữa, cho dù các con đã trưởng thành, nhưng các con vẫn luôn luôn là con của cha mẹ. Vì thế mà tình yêu thương của cha mẹ sẽ dõi theo từng bước của các con trên bước đường hạnh phúc hôn nhân vợ chồng. Vâng, nếu mà nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc cha mẹ, chúng ta có thể nói thiên ngôn vạn ngữ, cũng không thể nào tả hết những công ơn đó, bởi vì ngôn ngữ trần gian chỉ là túi rách đựng sao đầy hai tiếng mẹ cha. Vậy giờ đây, trong ngày hân hoan, để cho các con được bày tỏ tấm lòng của chúng con lên các bậc cha mẹ, để chúng con tự nhủ rằng chúng con rất hãnh diện và hạnh phúc khi được làm con của cha mẹ. Vậy giờ đây, trong niềm hân hoan đó, để nói lên cái sự tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc cha mẹ, vậy giờ đây các con hãy kính dâng lên các bậc cha mẹ để nói lên tấm lòng tri ân của mình đã một đời hy sinh cho con. Vậy giờ đây xin mời các con nâng ly lên để chúc mừng, để tri ân cảm tạ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Nói rằng ngày hạnh phúc của các con, nhưng mà cũng là ngày hạnh phúc của các bậc cha mẹ, vì các bậc cha mẹ ngày nay đã được thấy được sự trưởng thành của các con ngày hôm nay. Và giờ đây xin mời các con kính dâng lên các bậc cha mẹ để nói lên tấm lòng tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của các bậc cha mẹ. Rượu này thay tấm lòng thành, kính chúc cha mẹ phúc lành vạn niên. Giờ đây các con xin dâng rượu cho bà chủ hôn nhà gái trước. Dạ rồi, cả nhà ơi. Và xin các con dâng rượu lên ông bà chủ hôn nhà trai. Rồi, cả nhà ơi, cô đây với con trước nè, tôi lên cô dâu ơi, tắm trước nha. Dạ rồi. Vâng, xin quý vị chúc mừng cho tình yêu thương của các bậc cha mẹ, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Xin mời ông bà nhấp môi. Vâng, chúng ta đã thấy được cái ngày hạnh phúc của các con ngày nay, và cái tình thông gia giữa hai gia đình rất là kêu cùng lại đi. Bây giờ đây xin được kính mời ông chủ hôn cũng như bà đại diện nhà bên ngoài này ra, xin vui lòng an toàn. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã vinh danh tình yêu thương của các bậc cha mẹ, và trong đó không thể thiếu được một cái tình yêu thương nữa mà theo phong tục người Việt Nam chúng ta luôn luôn là phải có, để cùng với các bậc cha mẹ nâng đỡ tinh thần của các con. Vậy giờ đây xin được kính mời cô Trang là mẹ đỡ đầu của cô dâu, xin vui lòng bước lên để cho các con chúc rượu người mẹ, coi như là không thể thiếu được trong cuộc sống, đó là người mẹ tinh thần. Cho các cháu ra mắt tất cả các vị cha bác trong dòng tộc con nhà gái chúng tôi. Trước tiên xin được kính mời ông bà chủ hôn nội nhà gái, xin ông bà có gì dạy bảo các con, có gì cho các con, để thì bây giờ xin được kính mời ông bà, xin kính mời ông bà chủ hôn nội nhà gái. Bạn quen bạn nhà dài trước khi cháu rất là hôm qua tôi và con quen họ là tài cầm của cháu đây là con được là bên gia đình nhà tài, tôi rất xin là em để có vài lời tâm sự với con trai của mình trước lúc mình làm chồng. Bye.
yêu của bố mẹ. Hôm nay là ngày thành đại nhất trong đời của con gái, ngày mà tất cả mọi thứ Việt Nam cũng như đều mong muốn. Có tận này như hôm nay, đó là tận này con rất được nhiều. Cũng như ra toàn thể gia đình chồng con trước đều nhận là tình yêu của con. Phải thế, cho nên bố mẹ có bà đời tận hưởng chồng trước cũng đều nhận. Con thành thử tình yêu của chúng con đã được liên kết trong kiến thức quân mới. Đó là một sự bảo tàng cho tình yêu của con và bố mẹ. Và điều đó cũng là rất xứng đáng vì chúng con đã thực hiện tất cả các nghi thức đạo đời và phong tục gia đình. Con gái thân yêu, bố mẹ muốn rằng hạnh phúc của con hôm nay cũng chính là hạnh phúc của bố mẹ. Trong gia đình, một thứ hạnh phúc mà mọi tính toán so đo của từ thế kỷ vừa cũng không bao giờ hoàn tập một cách trọn vẹn được. Đó chính là lời chúc của bố mẹ hạnh phúc là hôm nay của chúng con. Bí tích cùng tối mà chúng con đã nhận ngày hôm qua, trú tại bảo tàng suốt đời cho chúng con trong tình nghĩa vợ chồng, trong sự yêu thương và tôn trọng nhau, sống chân thành, sống thân thiện với tất cả mọi người trong gia đình chồng, cũng như đồng tập hay là đối xóm tất cả. Đây là để bố mẹ của chúng con. Mà trước khi về nhà chồng, bố mẹ cũng có một quà tặng cho con nhận lại chúng con thật với nhau. Rất là đẹp, rất là nổi. Vâng, xin ông đeo cho chú rể. Đeo cho chú rể này. Đeo cho chú rể rất mất bây giờ. Vâng, chấp nhận con gái của bố. Thì bây giờ bố nhờ con gái của bố. Bây giờ là bố nhờ con gái của con, của bố để quản lý chú rể vợ mà. Ngày hôm nay là phải thề hứa đấy nhá. Ngày hôm qua đeo nhẫn thề hứa rồi, hôm nay thề hứa tiếp luôn. Vâng, cái thưa quý vị, ông chủ hôn á, là thuở xưa là vì chiến tranh đâm ra ông chủ hôn bị cái tai nó hơi nặng. Xin quý vị thông cảm cho ông chủ hôn. Và giờ đây xin mẹ của cháu tiếp tục đeo cho cháu. Vâng, cái thì quý vị, ngày hôm nay chúng ta đã thấy được cái tình yêu thương của cha mẹ như trời biển. Như trời biển, vì thế mà cái nghi thức vinh danh các bậc cha mẹ cũng là rất là quan trọng trong ba nghi thức của ngày hôm nay. Thì ba nghi thức giờ đây thì đã xin được khép lại, và giờ đây xin được kính mời vị đại diện nhỏ nhà trai công bố những lễ vật ngày hôm nay. Thank you.
xin mời ông bà chú hôn và nhà gái trở về chỗ. Vâng, kính thưa vị đại diện, kính thưa ông bà chú hôn, toàn thể các bậc cha khác trong quý tộc nhà gái. Thì hôm nay cho ngày lễ đón dâu mà chúng tôi đã trình bày xin phép được đón cháu Khánh Trân chính thức trở về nhà bên ông Hoàng Tân để làm dâu ông bà và làm vợ của cháu Nhật Đạt cũng như là cháu cháu nhọc tập chúng tôi. Thì những lễ vật chúng tôi mang sang đây nói chung đều gói ghém sự yêu thương ngọt ngào chân thành, và chúng tôi cũng xin phép không được sướng. Tuy nhiên có một lễ vật mà chúng tôi để trong đây tiền chặn, tiền lẻ, ý nghĩa đó là tài lộc mà do các cháu sau này cùng chung lưng đấu cật làm nên, đó cũng là cái lộc mà cha mẹ muốn dành cho con cháu của mình, con cái của mình trong ngày lễ quan trọng nhất cuộc đời. Và giờ đây thì chúng tôi cũng đã xin được hết lời. Vâng, xin chân thành cảm ơn người đại diện Hoàng Nhà Trai. Và với những lễ vật ngày hôm nay thì cũng như ngày hôm qua tôi đã giải nghĩa cái ý nghĩa của nó hết rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay có một cái lễ vật rất quan trọng nữa thì tôi cũng xin giới thiệu sơ qua là các lễ vật ngày hôm nay gồm có hoa quả, bánh ngọt biểu tượng cho tình yêu, trầu cau biểu tượng cho lòng chung thủy, và lễ vật trà và rượu. Vâng, trà và rượu thì chúng ta có một câu thơ rất hay mà nói đến cái sự mà chúc tụng cái tình yêu say đắm của đôi tân hôn. Chẳng hạn gặp nàng chợt tỉnh cơn say chợt tỉnh lại say vì nàng. Vâng, đó là cái sự đầm thắm của tình yêu hôn nhân vợ chồng. Cũng như vì thế mà cũng là nhà danh ngôn nó phải nói rằng tình yêu như men rượu vừa nhúng môi và ta đã cảm thấy nồng say. Và ngày hôm nay chúng ta thấy được cái hạnh phúc của các cháu nồng say bên nhau. Và cái lễ vật quan trọng ngày hôm nay trong phong tục đón dâu thì chúng ta thấy có một mâm xôi gà. Vâng, như truyền thuyết của người Việt Nam chúng ta, xôi tượng trưng cho đất và phải có màu hồng tượng trưng cho phù sa màu mỡ. Và ở trên có một con gà thì theo như ý ông bà ta là con gà đẻ trứng vàng, thì đó là một cái hạt giống tình yêu. Và ngày hôm nay cái hạt giống tình yêu đó sẽ nảy nở trên mảnh đất tình yêu và hạnh phúc. Và ngày hôm nay chúng ta cùng chuẩn bị đưa đón đôi bạn về cái mảnh đất tình yêu hạnh phúc đó. Đó là cái điều hạnh phúc mà mỗi người chúng ta đều mong muốn. Và giờ đây thì với nghi thức đón dâu này, các cháu sẽ về xây niềm hạnh phúc trên mảnh đất tình yêu của hạnh phúc đó. Và giờ đây để nói được tấm lòng yêu thương của tất mọi người chúng ta, xin quý vị xin chúc mừng các cháu một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và hy vọng rằng trên mảnh đất tình yêu này các con sẽ xây dựng hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc coi như là tỏa sáng đến tất cả mọi người. Hiền đến gái mà trẻ hiền đến trai. Vậy giờ đây xin được kính mời bà chủ hôn đến trao cháu dâu lại cho con dâu dạy cho cái vị bên Hoàng Nhà Trai. Và chúng tôi cũng xin được khẳng định và bảo hành cô dâu ngày hôm nay 100 năm và khuyến mãi thêm 20 năm nữa. Vâng, xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay. Và để tiếp theo thì trước tiên để cho các cháu ra mắt các vị cha bác, thì theo ý của ông bà chủ hôn nhà gái là muốn cho các anh chị em ruột trong gia đình của cháu được lên chúc mừng trước. Vì thế xin phép có lỗi cùng quý vị cha bác trong dòng tộc của Hoàng Nhà Trai cũng như bên ngoại cũng như bên nội. Và trước tiên thì chúng tôi xin được giới thiệu anh chị em ruột của cháu. Trước tiên thì xin được kính mời anh chị Vi Nhơn. Vâng, dòng máu của các anh chị cũng như của em đây
là cùng chạy chung một chặng. Vì thế mà chúng tôi xin phép được. Đứng lại chụp ảnh. Rồi chú đại diện cho chụp chung luôn cho đẹp nè chú. Cũng phải có một cái gì nữa để làm. Rồi cả nhà mình nhích qua đây giúp em với. Rồi chú xét cô dâu luôn chú ơi. Rồi ok. Rồi cả nhà ở đây nha. Thank you.
see you next to never. But how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the time that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get here now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going. Vâng, kính thưa vị đại diện thứ hai và chủ hôn có thể xin được chào bác. Thì như vị đại diện là người gái vừa nói đó, thì cũng là vì đường xa xa xôi và để tránh những gì có thể xảy ra, sợ là kẹt xe hay là tụ nhập ngay á, vì vậy chúng tôi cũng xin được xin phép ông bà chủ hôn, vị đại diện, toàn thể các bậc cha bác để cho chúng tôi được phép đón cháu về phía đền thờ chúng tôi để cử hành lễ thành hôn cho hai cháu. Đồng thời chúng tôi cũng xin được kính mời ông bà chủ hôn, vị đại diện, toàn thể các bậc cha bác cùng tháp tùng với đoàn rước dâu chúng tôi về đại xã chúng tôi để chúng ta cùng cử hành hôn lễ thành hôn cho hai cháu này. Chúng tôi xin được kính mời. Vâng, xin được chân thành cảm ơn lời mời của vị đại diện hoàng nhà trai, và theo lời mời đó ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin rất hân hoan để đến với gia đình quý vị để cùng chia sẻ niềm vui với quý vị trong ngày hạnh phúc của các cháu ngày hôm nay. Xin thành cảm ơn được quý vị rất nhiều. Và từ đây xin được kính mời tất cả quý vị cha bác trong dòng tộc con gái chúng ta cùng tiến bước theo các cháu. Treo tút trên cao ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Em thấy không em,
quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, đưa tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi.
làm cha làm mẹ anh
Kính thưa quý vị và các thân mến,
cũng đã sắp sửa đến giờ để ban tổ chức chúng tôi đãi tiệc phục vụ tất cả quý vị quan khách đã đến chúc vui ngày hôm nay. Và theo truyền thống của người Công giáo chúng ta thì trước khi chúng ta dùng những bữa cơm, những bữa tiệc, và đặc biệt là những bữa tiệc quan trọng như thế này, thì chúng ta không thể nào quên đi Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta những của ăn này. Vâng, chính vì thế mà vị đại diện của họ nhà trai sẽ tiến lên sân khấu để ông làm nghi thức thánh hóa những của ăn trên bàn tiệc của chúng ta. Xin được trân trọng. Vì đã bắt đầu đến giờ khai tiệc. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con xa trước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Vâng, xin được kính chúc quý vị một bữa tiệc ngon miệng và vui tươi. Xin được cảm ơn vị đại diện của họ nhà trai và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được chân thành cảm ơn dịch vụ nấu ăn nhà hàng Thùy Dương đã mang đến cho chúng ta những không gian thoáng mát và những món ăn thật là bắt mắt và ngon miệng trên những bàn tiệc. Và xin được kính chúc cho toàn thể quý vị quan khách chúng ta dùng một bữa tiệc thật ngon, thật vui và thật hạnh phúc. Xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quan viên hay họ thân mến, giờ đây thì giờ lành cũng đã đến, nghi thức lễ tân hôn của chú rể Nhật Đạt cùng cô dâu Khánh Trân giờ đây xin được phép bắt đầu. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 25 tháng 6, 2022. Vâng, đây chính là ngày lành tháng tốt mà hai bên gia đình của chúng tôi đã chọn để cử hành nghi thức lễ tân hôn dành cho chú rể Nhật Đạt cùng cô dâu Khánh Trân. Vâng, kính thưa quý vị, tình yêu là một đề tài muôn màu muôn vẻ. Và tình yêu cũng là những đề tài cho những nhà văn, nhà thơ phải tốn rất nhiều giấy mực để mô tả về những tình yêu tươi đẹp và trong sáng, cũng như tình yêu của Nhật Đạt và Khánh Trân ngày hôm nay. Và Nhật Đạt cùng Khánh Trân, hai bạn đã trải qua một thời gian quen biết, tìm hiểu và yêu nhau. Thì ngày hôm nay đôi bạn trẻ này đã chính thức nhận ra rằng mình không thể nào sống thiếu nhau được nữa. Vâng, và ngay giây phút này đây, xin chúng ta hãy cùng lắng động vài giây phút để chúng ta cùng chào đón hai bông hoa xinh đẹp nhất của ngày tân hôn hôm nay. Vâng, chú rể Nhật Đạt, sánh diện cùng cô dâu Khánh Trân.
tình chẳng gối bao lần sẽ mang về mãi tận cõi xa. Vâng, xin được chân thành cảm ơn câu rất là nhiều ạ. Và chúng tôi cũng xin được thay lời cho hai bên gia đình xin được hân hoan chào đón sự hiện diện của cha Phó Sứ ngày hôm nay đã đến để cùng chúc mừng cho đôi bạn trẻ của chúng ta Nhật Đạt và Khánh Trân. Và đó chính là niềm vinh dự lớn lao nhất dành cho gia đình của ông bà chủ hôn ngày hôm nay. Xin được chân thành cảm ơn cha Phó Sứ ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay thì Nhật Đạt cùng Khánh Trân hai bạn đã có một niềm vui rạng rỡ nhờ công lao của những đứng sinh thành. Vâng, và niềm vui này thì chúng ta phải dành cho những đứng sinh thành những tình cảm đặc biệt và ưu ái nhất của Nhật Đạt cùng Khánh Trân. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta đã có cùng chung một câu nói mơ ước như thế này: anh còn son, em cũng còn son, ước chi ta được là con một nhà. Vâng, ước mơ đó của Nhật Đạt cùng Khánh Trân giờ đây sẽ được trọn vẹn hơn. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Nhật Tăng cùng bà Lã Thị Ánh là song thân của chú rể Nhật Đạt. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông bà vui lòng tiến lên lễ đài ạ. Vâng, và về phía họ nhà gái, chúng tôi xin được phép trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hùng cùng bà Hà Thị Minh là song thân của cô dâu Khánh Trân. Vâng, xin được trân trọng kính mời ông bà vui lòng tiến lên lễ đài. Vâng, và chúng tôi cũng xin được thay lời cho hai bên gia đình xin được trân trọng kính mời hai vị đại diện của hai bên gia đình xin được trân trọng kính mời hai ông vui lòng tiến lên lễ đài ạ. Là người mang đến cho anh những tiếng cười, em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách quý thân mến, giờ đây chúng tôi xin được phép giới thiệu đến toàn thể quý vị quan khách đứng giữa lễ đài tình yêu của chúng ta giờ đây, đó chính là hai bông hoa xinh đẹp nhất của ngày thành hôn hôm nay, chú rể Nhật Đạt cùng cô dâu Khánh Trân. Và đứng bên phải chú rể của chúng ta đó chính là song thân của chú rể cùng vị đại diện họ nhà trai. Và đứng bên trái cô dâu Khánh Trân của chúng ta đó chính là song thân của cô dâu cùng vị đại diện họ nhà gái. Vâng, và giờ đây xin cho phép hai bên gia đình cùng đôi tân hôn của chúng tôi xin được gửi đến toàn thể quan viên hai họ lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là một ngày vui rất đặc biệt, rất trọng đại đến với hai bên gia đình của chúng tôi. Vâng, và trong ngày vui đặc biệt và trọng đại như thế này thì hai gia đình của chúng tôi có rất nhiều lời để chia sẻ cho nhau và cũng có rất nhiều lời muốn chia sẻ đến toàn thể quý vị quan khách đang hiện diện tại hôn trường trưa hôm nay. Vâng, chính vì thế mà hai vị đại diện của hai bên gia đình chúng tôi sẽ bày tỏ và chia sẻ niềm vui này. Vâng, trước tiên xin mời vị đại diện của họ nhà trai, ông sẽ có đôi lời. Vâng, xin được mời ông ạ. Vâng, kính thưa ông bà chủ hôn, kính thưa về đại diện, kính thưa các bậc trưởng thượng, cha bác của hai gia tộc, kính thưa tất cả các vị khách quý, thân bằng quyến thuộc, hàng xóm láng giềng đã đến đây chung chia niềm vui với gia đình và đặc biệt chúc phúc cho hai cháu trong ngày thành hôn hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, hai cháu Nhật Đạt và Khánh Trân đã quen nhau trong môi trường làm việc, từ tình bạn tiến đến tình yêu, và hai đứa cùng mong ước sẽ trở nên mái ấm gia đình, được sống trọn đời bên nhau. Hai cháu đã về trình thưa cùng cha mẹ đôi bên, được sự chấp thuận của cha mẹ đôi bên vun vén cho tình yêu, và hai bên đã cùng nhau bàn luận, gặp gỡ và tiến hành các thủ tục để hai cháu được sánh duyên bên nhau trọn đời. Chiều hôm qua thì chính thức cha chính xứ cũng đã làm lễ thành hôn cho hai cháu và chúng tôi cũng đã tiến hành lễ vu quy. Giờ đây tại đây chúng tôi xin được cử hành thánh lễ cử hành lễ thành hôn cho hai cháu và cũng đã thông qua. Trong niềm vui hôm nay, thay lời cho họ nhà trai, tôi xin được kính chúc tất cả quý khách có mặt trong hôn trường hôm nay được dồi dào sức khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Xin được chúc cho tình thông gia hai bên được mãi mãi tốt đẹp
và xin chúc cho hai cháu được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin hết lời. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là quý báu đến từ phía gia tộc họ nhà trai của chúng ta. Và giờ đây để bày tỏ niềm vui của mình thì phía gia tộc họ nhà gái của chúng tôi cũng sẽ có đôi lời. Vâng, xin được kính mời ông ạ. Vâng, trước tiên tôi xin được thay lời cho ông bà chủ hôn họ nhà trai xin được gửi đến cha phó xứ, quý vị quan viên hai họ cùng toàn thể quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và chúng tôi cũng xin thành cảm ơn ông bà chủ hôn họ nhà trai, vị đại diện cũng như quý tộc họ nhà trai đã tiếp đón chúng tôi một cách rất chân tình. Và kính thưa quý vị, để tôn vinh tình yêu trong thơ ca trữ tình, ta có câu yêu nhau chẳng quản giàu nghèo, không bùa không thuốc mà theo mới là. Vâng, tình yêu không mua không bán, không đem mà cả. Muốn nhận được một tình yêu đích thực, ta phải đem chính tình yêu của ta ra để mà trao đổi. Bởi vì chỉ có tình yêu mới sinh ra tình yêu. Và con người chúng ta được sinh ra là do bởi tình yêu và sống cho tình yêu. Vì thế tình yêu là kho tàng duy nhất trên cõi đời này, càng lấy đi lại càng đầy tràn, càng đem cho đi lại càng tích trữ nhiều hơn. Trước tình yêu mọi người đều bình đẳng, cho dù là một ông vua hay là một kẻ bần cùng, ai tìm được hạnh phúc nơi chốn gia đình, người đó mới thật sự là người hạnh phúc nhất đời. Vì thế trong cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn luôn là một sự tìm kiếm, ai cũng mong tìm kiếm cho mình cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu chung thủy. Và trong sự tìm kiếm đó, ngày hôm nay tình yêu của đôi bạn đã được liên kết trong tình nghĩa yêu thương vợ chồng. Một gia đình mới đã hình thành và đang vươn lên trong sự chúc mừng của tất cả mọi người. Và trong niềm hân hoan đó được nhân lên gấp bội, đó được sự hiện diện của cha phó xứ, của quý vị quan viên họ cùng toàn thể quý khách nơi đây, là một sự khích lệ thiết thực nhất để đôi bạn vững tin hơn nữa khi bước chân vào cuộc sống vợ chồng. Và trong ngày hân hoan này có lẽ không gì bằng những lời chúc tụng cho tình yêu của đôi bạn. Tôi xin được đại diện cho tất cả quý vị đang hiện diện ở đây xin mượn một hình ảnh gia đình, một hình ảnh một gia đình hạnh phúc trong thơ ca trữ tình Việt Nam để chúc cho đôi bạn ngày hôm nay. Vợ chồng như đôi cu cu, chồng thì đi trước vợ gật gù theo sau. Vâng, xin quý vị chúc mừng cho đôi cu cu một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vâng, xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là vui tươi đến từ phía gia tộc họ nhà gái của chúng ta. Và giờ đây xin mời chú rể Nhật Đạt cùng cô dâu Khánh Trân, xin mời hai bạn hãy tiến lên tháp rượu sâm banh để khui những chai rượu sâm banh tình yêu của hai bạn chính thức cho ngày lễ tân hôn hôm nay của hai bạn ạ. Vâng, kính thưa quý vị khách quý thân mến, trong tình yêu hôn nhân thì luôn luôn có những lúc đắng cay, mặn nồng, ấm áp và chua chát. Và hương rượu sâm banh tình yêu sẽ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn, ấm áp, đắng cay của Nhật Đạt và Khánh Trân. Và rượu sâm banh với sắc hồng rực rỡ hòa quyện vào tháp ly pha lê tình yêu sẽ xây lên một lâu đài lúc lên nương tay vọng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Còn tiếp tục là chai rượu sâm banh tình yêu thứ hai mà chú rể Nhật Đạt đang chuẩn bị ở vang, và tiếng nổ vang thứ hai cũng đã được vang lên. Và chai rượu sâm banh tình yêu thứ hai này sẽ tượng trưng và nói lên tấm lòng hiếu thảo của Nhật Đạt cùng Khánh Trân trong ngày vui nhất hạnh phúc đời mình hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đối với những đoạn sinh thành của chúng ta thì niềm vui lớn nhất đó chính là nhìn thấy những người con mình đã trưởng thành và nên gia lập thất. Và ngày hôm nay niềm vui này đến với những bậc sinh thành của chúng ta đã được nhân lên rất nhiều. Vâng, để đáp lại những công ơn dưỡng dục suốt hai mươi mấy năm qua và của những đứa sinh thành thì giờ đây chú rể Nhật Đạt cùng cô dâu Khánh Trân hai bạn sẽ lần lượt dâng lên những đứa sinh thành. Những ngày còn thơ công ai nuôi, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Người ơi đừng quên. Một lần nữa xin mời chú rể cùng cô dâu hai bạn hãy dâng rượu cho song thân cô dâu. Nghĩa mẹ nhà.
trong nguồn chảy ra. Người ơi, vâng, xin mời cô dâu và chú rể hãy dâng rượu cho hai vị đại diện của hai bên gia đình ạ. Người sinh phải nhiều công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong. Vâng, thưa quý vị, và chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị và khách chúng ta hãy cùng nâng những ly rượu, ly bia trên bàn tiệc chúng ta lên để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui này với hai ba gia đình của chúng ta đây ạ. Vâng, và giờ đây xin mời hai ba gia đình chúng ta hãy cùng tiến lên một bước và chúng ta cùng cụng ly và cùng chúc mừng cho tình thông gia đặc biệt trong ngày hôm nay. 1, 2, 3. Vâng, kính thưa quý vị, những ly rượu tình thông gia và hai bên gia đình chúng ta vừa cụng vừa cạn đã kết chặt được tình thông gia hai bên gia đình, và chúng tôi xin được kính chúc cho hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay có được dâu hiền rể quý đúng như lòng hai bên gia đình đã mong đợi, và kính chúc cho tất cả quý vị quan khách ngày hôm nay có một ngày hạnh phúc và vui vẻ nhất. Và giờ đây buổi lễ thành hôn chú rể Nhật Đạt cùng cô dâu Khánh Trân phần đầu xin được khép lại. Giờ đây xin được trân trọng kính mời ông bà chủ hôn cũng như là quý ông bà gia tộc họ nhà gái chúng ta cùng tiến về hôn trường để tiếp đón những vị khách quý đang hiện diện trong hôn trường ngày hôm nay, và mời chú rể Nhật Đạt cùng cô dâu Khánh Trân ở lại lễ đài. Và chúc phúc hai bạn vừa chia sẻ hương vị nồng nàn tình yêu của mình qua hai ly rượu dâu bôi. Giờ đây xin mời hai bạn hãy chia sẻ hương vị ngọt ngào tình yêu của hai bạn qua hai những chiếc bánh xinh và chiếc bánh cưới trong ngày đại hỷ hôm nay. Miếng trầu nên nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh. Hết rồi áo tím áo xanh, giờ đây em đã có anh là chồng. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Vâng, chúng ta cũng vừa chúc phúc cho Nhật Đạt và Khánh Trân. Vâng, và nụ hôn tình yêu đầu tiên mà chú rể Nhật Đạt sẽ trao cho cô dâu Khánh Trân trước sự chứng kiến và chúc phúc của toàn thể quý vị quan khách, để Nhật Đạt và Khánh Trân sẽ là hành trang để dẫn tới hạnh phúc trăm năm viên mãn của mình. 1, 2, 3. Vâng, xin một tràng pháo tay lớn dành cho tình yêu của Nhật Đạt và Khánh Trân ạ. Và nụ hôn tình yêu đầu tiên mà Nhật Đạt vừa trao cho cô dâu Khánh Trân cũng đã khép lại buổi lễ tân hôn hôm nay. Giờ đây xin được trả hai bạn về hôn trường để hai bạn sẽ nhận thêm thật nhiều hơn nữa những sự chúc phúc đến từ toàn thể quý vị quan khách đang hiện diện trong hôn trường trưa hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn chú rể Nhật Đạt cùng cô dâu Khánh Trân rất nhiều ạ. Vâng, giờ đây thì cậu muốn dành bài hát gì để dành chúc phúc cho hai cháu, xin mời cậu giới thiệu ạ. Vâng, hôm nay là ngày vui của hai họ và là ngày đặc biệt đối với hai cháu. Vâng, và với một người công giáo thì mọi sự đều là do Chúa an bài. Vậy cậu cũng như hai cháu cũng tin rằng Thiên Chúa đã đem hai đứa lại gần với nhau và hai họ ngồi cùng nhau để hát mừng buổi tiệc và cũng như giúp vui trong chương trình văn nghệ hôm nay. Cậu hát bài để tặng riêng hai cháu và cũng để giúp văn nghệ một bài thánh nhạc có tựa đề Giêsu con hát về Ngài. Đời vui cất tiếng ca hát khen danh Ngài. Ôi Chúa Giêsu, con xin Ngài lời yêu thương mãi thôi. Trên dòng đời trốn Ngài đã đến làm thân kiếp con người. Xin đến với Ngài, xin sống với Ngài, xin nói với Ngài bằng tiếng nói của con người. Ôi Giêsu, con hát về Ngài cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương
suối nguồn chứa chan, xin tiên ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, ngài chính mùa xuân trên thập giá, giang đôi tay thơm ngát tình yêu vô bờ. Người ơi hãy đến theo dấu chân ngài, tìm trong dâng hiến vui sống nhìn ngài. Chúa đang chờ ta bước đến mãi thôi. Ôi Giêsu, con hát về ngài cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về ngài. Ôi yêu thương suối nguồn chứa chan, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Người cùng tôi cất tiếng ca chúc vinh danh ngài. Ôi Chúa Giêsu, bao con người ngày đêm mong Chúa thôi. Con mong từ đây đường con đi được loan báo danh ngài. Xin Chúa xuống đời khai sáng khắp nơi, cho khắp đất trời mùa cứu rỗi đến bên người. Ôi Giêsu, con hát về ngài cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về ngài. Ôi yêu thương suối nguồn chứa chan, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, con hát về ngài cho thanh âm lôi cuốn tình. Lời ca muôn ý xin nói về ngài, niềm tin cao quý xin nói cho người, cất cao bài ca hạnh phúc hỡi ai. Ôi Giêsu, con về ngài cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về ngài. Tôi yêu thương suối nguồn chứa chan, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, con hát về cho thanh ấm tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về ngài. Ôi yêu thương suối nguồn chứa chan, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Xin đưa em về, về quê hương yêu dấu. Anh xin đưa em về, về quê hương tiền trần. Điện trăng treo tuốt trên cao, ánh sao lung lung ngọn nến. Lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Thấy em đưa nhau hòa đàm.
không em? Em thấy không em? Em thấy không em? Quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát Trăng Thành, ôi gió mát Trăng Thành, thương ta như sóng đu con thẳng thề. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, nhân tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Anh đi về, về quê hương ta đó, về quê hương đậm đà, đồng tre che mát đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa ơi, em theo anh vào nhà. Chứng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sâu. Em theo anh đi về, tình quê hương ban đầu. Đồng xanh như gái chưa con lúa nhung xuân sao chờ đón. Bầy chim nghệ sĩ qua qua thấy em đua nhau hoa đàn. Em thấy không em? Em thấy không em? Quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát Trăng Thành, ôi gió mát Trăng Thành, thương tình ta như sóng du con thuyền về. Anh thấy không anh? Em thấy không em? Anh thấy không anh? Quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, thương tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Che che mát đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa có em theo anh vào nhà. Vườn lòng đại dương mình
đây. Sau cơn khát dài thương nhớ bao ngày, tình yêu trong tay. Mùa thu ơi Paris đèn mộng tình si, khi nghe người đi vào đời thấy lòng như bớt đơn côi. Bờ môi em là nguồn yêu thương đắm đuối, ngày thuyền tình vào bên mới, ta sẽ cho nhau niềm vui tuyệt vời. Anh ước mai sau cũng như ngày đầu, thương lời ngọt ngào đưa anh vượt khỏi cơn đau ngày nào. Mùa thu thay lá, mùa nỗi tơ duyên, anh nguyện một đời tình ta mãi là mùa thu yêu đương. Trọn đời tình yêu Chúa bao la trùng khơi,
nguyện hôn con mãi bên trời, từ tình yêu ôi tuyệt vời. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thấy màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai, những nhọc nhằn chưa quên vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mơ vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêng chờ đời anh. Như chưa từng
từng có những phút lìa xa, dầu gương mặt trên vai anh khóc òa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em thầm đến những giây cuối cùng, chúc cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ chồng, một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh. Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em, riêng chờ đợi anh. Như chưa từng có những phút lìa xa, dầu gương mặt trên vai anh khóc hòa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em thầm đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Xin chân thành cảm ơn. Đôi hồn hoa anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chắc không không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua, con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình, cho mắt em xanh đến tận muôn đời.
chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi.